Bạn muốn sở hữu cho bản thân một tài khoản VIP hay thử sức với vòng quay may mắn nhận ngay acc VIP cùng hàng loạt quân uy giá trị? Hãy đến ngay shopgthuchuvn để dinh về cho mình những tài khoản chơi game chất lượng cao. Truy cập ngay shopgthuchuvn, shop bán acc uy tín chất lượng hàng đầu Việt Nam. Cảnh báo đường link shopgthu.vn là shop lừa đảo. Các bạn để ý kỹ link website trước khi mua nhé. I am heaven's will. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Trước mắt các bạn là bộ trang phục mới nhất dành cho cô nàng L'Oreal có tên gọi là Nữ Vương Học Đường. Mà ngày hôm nay mình sẽ review cho tất cả các bạn về bộ trang phục này. Đúng là làm con cưng là cũng sướng, suốt ngày có trang phục mới thôi. Còn đối với con ghẻ thì đối với thanh niên nào đó vẫn dậm chân tại chỗ nhá. Buồn ơi là buồn thiếu đúng không nào? Thôi chúng ta sẽ cùng nhận xét qua về ngoại hình trong bộ trang phục này. L'Oreal rất lộng lẫy sexy trong bộ váy ngắn. Và ngoài ra mặc một chiếc áo trắng ngồi chờ anh qua. Ấy, không chỉ thế thì các bạn quan sát qua về khuôn mặt L'Oreal cực kỳ xinh xắn luôn. Thân hình cực kỳ chuẩn, dáng cực kỳ chuẩn, đường cong hình chữ S và trắng dã man, trắng nõn nà, không có một vết mũi đốt các bạn ạ. Đấy, các bạn nhìn thấy qua chân của L'Oreal chưa? Trắng chưa? Nhưng mà mình cảm thấy là cái đôi cánh của L'Oreal hơi bị đơ, hơi bị cứng, không thấy kiểu đập với cả vẫy gì cả. Hy vọng rằng trong trận đấu sẽ có huyền chuyển nhá, nó sẽ kiểu mềm mại hơn. Ngoài ra thì bộ trang phục này có hai chú gấu rất là dễ thương ngộ nghĩnh đang bám lên cánh của L'Oreal ấy. Ok, chúng ta sẽ cùng vào trong trận đấu để có thể là trải nghiệm qua hiệu cơ năng đến từ bộ trang phục này. Ok, chúng ta sẽ cùng test qua hiệu cơ năng. Mình cảm thấy đôi cánh của L'Oreal trong trận đấu thì nó uyển chuyển hơn. May quá, cứ tưởng đôi cánh nó bị cứng thì hơi bị xấu các bạn ạ. Nhưng đo đánh tường là thay đổi rồi. Và chưa một này, ấy. Các bạn đánh giá ra sao? Chưa một là cũng có sự thay đổi, nhưng mà mình cảm thấy là hiệu cơ năng của nó hơi bị mờ nhạt một tí. Chiêu 2 bay này, rồi. Dù sao thì đây cũng là trang phục mới mà. Còn chiêu 3, sau khi chúng ta kích quạt xong thì lập tức có xuất hiện một biểu tượng, một mặt của chú gấu rất là đáng yêu, rất là cute. Ok, vậy là mình cũng đã review tổng quan về cái hiệu cơ năng đến từ bộ trang phục L'Oreal rồi nhá. Còn cái bộ trang phục này là chắc chắn không có hiệu miễn về đâu các bạn ơi. Rất là cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem clip này. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng vào và trải nghiệm sức mạnh của cô nàng L'Oreal thôi nào. Just like today, the bright lights and the shining moon. Let's go để ăn mừng khi mà L'Oreal sắp sửa cho ra mắt một bộ trang phục hoàn toàn mới. Thì ngày hôm nay mình cũng vác đến cho mọi người ra sức mạnh của cô nàng L'Oreal trong một trận đấu danh nhá. Để xem video này leo danh có còn được bá đạo hay không thì các bạn hãy cùng theo dõi. Thật sự thì sau một khoảng thời gian rất dài mình chưa làm clip về vị tướng L'Oreal, mình chưa muốn L'Oreal. Vậy nên là bản thân của mình nếu như trận đấu này mua có bị mù mắt quá thì mong các bạn thông cảm giúp mình nhá. Bởi vì là video này các bạn cần phải mua thường xuyên thì mới có thể mượt được mà. Hôm nay mình sẽ cần phải đối đầu với Vera, bây giờ thì lao thẳng Vera thôi, kích quạt chiêu cuối. Úi ôi, một mạng đầu tiên dành cho mình rồi. Và ngoài ra thì bay thẳng mặt Volcat, cố gắng cấu rỉa máu Volcat nha. Nhưng mà mỗi tội Volcat không dám đứng lại đánh nhau với mình, hơi bị buồn. Không biết là Batman đi đâu đây, mình sẽ đi theo Batman để xem Batman
À, hóa ra Batman dình Whit à? Thôi được rồi, bây giờ ấy, mình lẫn cả Batman sẽ cố gắng làm sao tiếp cận Whit nha. Whit ơi, mình tới rồi đây, dồn đam tảng mặt Whit. Trời ơi, Batman không có nhường mình cái mạng đấy luôn. Thời điểm đầu game mình sẽ cần phải tập trung farm và nếu như có cơ hội là mình sẽ cần phải ăn mạng nhá. Bởi vì chất tướng Laurel là chất tướng late game mà. Đấy, thêm cả Veret đang núp bụi núp để có thể hỗ trợ mình vào. Đây, có Vera này. Veret ơi, tuyệt vời. Ôi rồi, sao toàn hỗ trợ thế này? Mình toàn có mạng hỗ trợ thôi các bạn ạ. Chả làm ăn được cái gì. Thôi thì bây giờ mình cùng với Veret sẽ cố gắng ép được cái trụ đường giữa nhá. Ok, vậy là chúng ta có cái trụ đường giữa cực kỳ đơn giản. Và Vera vừa xong thì có chat là núp canh tao à, sợ. Đúng thật là Veret có núp để canh. Nhưng mà Vera thì cũng hơi bị chủ quan. Bây giờ ấy, này, Veret bạn lao vào trước đi. Cứ để cho Veret lao vào trước nha. Mình sẽ phải dụ team bạn ra bên ngoài cơ. Đấy, mục tiêu của mình sẽ là Vera. Bây giờ mình sẽ bay thẳng mặt Vera. Sau đó là chạy đi đâu con sâu. Chạy đi đâu con sâu. Một mạng dành cho mình và tiếp tục là vào hết đây, cần kể cả Butterfly này. Bay cao nào nhảy cao nào và bay cao nào nhảy cao nào. Thôi thì quay ngược lại thịt luôn Whit cũng được. Whit có xíu máu, Batman ơi. Trời đất ơi, miếng ăn đến mồm rồi mà bị đồng đội vồ mất các bạn à. Buồn quá, thôi thì bây giờ mình sẽ băng trụ thịt luôn Butterfly nhá. Và đây, đây rồi, 220 vàng. Hên quá các bạn ạ, bản thân của mình còn đúng xíu máu thôi. Hên ghê. Ôi, Batman cố gắng bảo trọng mình về đây. Căn bản còn thiếu máu thì chúng ta không nên ở lại làm gì nhá. Hiện tại để mà trình bày qua về build đồ dành cho cô nàng Laurel thì mình sẽ lên đồ như sau. Trang bị đầu tiên thì mình sẽ lên đó là trang bị dày giảm thời gian hồi chiều. Và ngoài ra thì mình sẽ lên Ngọc Đại Pháp Sư. Lâu lắm rồi mình chưa lên Ngọc Đại Pháp Sư dành cho các vị tướng Pháp Sư đấy. Trận đấu này thì mình lên Ngọc Đại Pháp Sư dành cho Laurel. Ngoài ra thì mình sẽ lên đó là mặt nạ Beatrice rồi đến sách Chiron rồi đến huân chương Troy và trang bị cuối cùng sẽ là quả cầu bất tử nhá. Đây là về build đồ. Nào, bây giờ mình sẽ ra tiếp cận Whit này. Hello Whit, bay thẳng mặt thôi. À, Whit gọi tên cả Volcat hỗ trợ à? Đã thế thì 1 cân 2, bây giờ mình sẽ cố gắng bay tiếp và... ôi rồi ôi, được đôi mạng. Chị Butterfly bắt làm sao được em. Trời ơi, một màn múa là mình ăn được 2 mạng, bản thân của mình còn đúng xíu máu vừa xong các bạn ạ. Hên thật sự luôn. Bắt đầu là xanh rồi nhá, cho đến thời điểm hiện tại thì các bạn nhìn thấy qua là mình ăn được 6 mạng. Và hỗ trợ 6 mới chết một mạng mà thôi. Tính ra là rất xanh. Và thường thường Laurel là chùm late game. Các bạn lưu ý giúp mình khi mà quẩy vị tướng Laurel kích quạt chiêu cuối xong là cố gắng làm sao múa trong cái vòng tròn chiêu cuối nha. Rồi, Butterfly chết rồi. Cố gắng làm sao múa trong vòng tròn chiêu cuối thì các bạn sẽ được giảm thời gian hồi chiêu đến từ chiêu 1, chiêu 2 rất là nhiều. Để các bạn có thể là bay được nhanh hơn. Thường thường thì cứ lướt chiêu 2 vào, mình thường thường lướt chiêu 2 vào ra tranh phát kích quạt chiêu cuối xong rồi các bạn lướt chiêu dùng chiêu 1 rồi lướt chiêu 2 tiếp. Đấy, bây giờ mình sẽ băng trụ thịt luôn Whit này. Whit đi đâu, 170 vàng. Tầm này băng trụ ăn mạng là một chuyện hết sức bình thường. Và ngoài ra các bạn cố gắng tận dụng cái chiêu 2 của vị tướng Laurel làm lợi thế nhá. Bởi vì chiêu 2 của Laurel là các bạn có thể né được kỹ năng của đối phương khi mà chiêu 2 không thể chọn là mục tiêu. Đấy, các bạn mà bị đối phương dí các bạn cố gắng dùng chiêu 2 làm sao lướt để có thể né được sát thương đối phương. Tranh thủ mà cướp luôn cái con bùa xanh này. Mình sẽ hỗ trợ cho Batman cướp bùa xanh của team địch nhá. Trời ơi, nhưng mà team bạn gọi hơi bị đông. Có thêm cả Volcat thế này, mục tiêu của mình sẽ là Butterfly. Bây giờ lao vào kích quạt chiêu cuối. Bay cao nào, nhảy cao nào, bay cao nào. Một mạng dành cho mình và tiếp tục là Vera này. Băng trụ, múa thẳng mặt luôn. Mỗi tôi là, giết được kìa. Ôi dồi, cái chỗ này nó bắn mình thốn lắm. Chết tôi rồi. Chịu luôn. Mình là hơi bị non các bạn ạ. Nếu như các bạn nào mà xử lý tốt đối với Laurel vừa xong thì khi mà Volcat ném chiêu 2 mặt mình thì chỉ cần chờ Volcat lúc mà chuẩn bị lao vào ấy thì chúng ta lướt chiêu 2 là chúng ta có thể sống sót được. Nhưng vừa xong thì mình hơi bị run. Nói chung là mình xử lý hơi bị kém, không thể so sánh được với cấp bếp Laurel nhá. Trong khoảng thời gian này thì cũng hy vọng rằng các bạn có thể bớt chút thời gian độ khoảng tầm 5 giây để giúp đỡ mình bằng cách cho mình xin một nút like. Và ngoài ra cho mình xin một đăng ký kênh, bật chuông thông báo. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Đấy là sự ủng hộ của các bạn khán giả. Ôi, team bạn đánh hổ báo quá. Nào từ từ để mình vào mình hỗ trợ cho Batman. Mình tới rồi đây, cho mình xin một mạng tôi được. Ôi giời, lại hỗ trợ rồi. Cảm giác bây giờ ăn mạng khó khăn ghê. Nhiệm vụ của mình bây giờ sẽ là đẩy cao lính ở khu vực đường trên lên. Lúc nào cũng cần phải đẩy cao lính lên thì lúc đấy chúng ta mới có cơ hội để có thể là lấy trụ team bạn.
Tính ra thì cái bộ trang phục hiện tại mình đang chơi ấy, thì đợt trước thì mình cũng đã review rất là nhiều rồi. Không biết là các bạn có cảm giác giống mình hay không khi mà quăng cái chiêu 1, cảm giác là chiêu 1 nó xa hơn, nó dài hơn so với những bộ trang phục khác nhá. Đấy là theo quan điểm của mình. Ấy, không biết là các bạn có thấy giống mình hay không khi mà mình quăng cái chiêu 1, ném chiêu 1 ra này, cảm giác rất dài. Ôi, đường dưới có The Flash. Trời ơi, The Flash không còn quá nhiều máu, bây giờ truy sát The Flash thôi. The Flash ơi, đứng lại với cái coi, trời ơi. Nhưng mà vấn đề bây giờ đuổi được The Flash nó cũng hơi bị khó khăn đấy. Không biết nó chạy đâu rồi. Với tốc độ chạy của The Flash thì khả năng cao mình khó đuổi lắm. Đấy, The Flash chạy về rồi đâu. Thế này làm sao mà đuổi nổi. Volcat là không dám chơi với mình luôn. Có Butterfly này, bây giờ mình ra mình bắt luôn Butterfly. Hello Butter, Butter chạy rồi thì thôi, mình ăn xây lan. Ui dồi ôi, mù mắt. Vừa xong mạng lag các bạn ạ, thế nên là mình đập đầu vào tường thôi. Không phải mạng lag thì chắc là do cái tường nó dày quá. Cái tường nó dày quá thế nên là mình lướt không qua được tường. Bây giờ tiếp tục mình sẽ di chuyển dần xuống đường dưới nhá. Có vẻ đường dưới team bạn hội tụ rất đông người. Ấy, à, Butterfly đang ăn Seiza thế này thì ngại ngần gì mà chúng ta không cướp Seiza. Và ngoài ra mục tiêu của mình sẽ là Vera. Vera đi đâu Vera ơi, bay cao nào, nhảy cao nào. Và đây sẽ là mạng của mình. Tiếp tục là quay ngược lại thịt luôn Volcat nhá. Volcat rất cứng và Volcat cũng chết rồi. Mình sẽ để cho đồng đội của mình lo cái con Seiza. Đấy, còn mình là mình cứ đẩy lính thôi. Và ngoài ra mình phát hiện được ra là cái con bùa xanh của team bạn cũng sắp xuất hiện rồi. Quẩy Laurel mà có bùa xanh thì đấy là điều rất tuyệt vời nhá. Thế nên nếu như có cơ hội là các bạn cứ ăn bùa xanh thôi. Hiện tại thì trận đấu này cũng không có chênh lệch quá nhiều đâu. Mặc dù là team mình ăn 24 mạng và team bạn ăn 19 mạng, nhưng mình thấy giao tranh lần nào ấy cũng cả hai bên cũng đều bị chịu tổn thất. Thôi nào The Flash, cứ bình tĩnh bạn yên tâm, lát nữa mình sẽ chăm sóc bạn đặc biệt. Bây giờ chỉ cần chờ đợi team bạn chủ quan và lên cao cao một xíu, sau đó mình sẽ bay thẳng vào. Nào, thích gì của anh nhau đi, tiếp tục là kích quạt chiêu cuối lên, múa thẳng mặt tôi. Cho mình xin một mạng cái coi, trời đất ơi, toàn hỗ trợ mà ứ giết được The Flash kìa. Chán ghê. Vừa sang lệch thì cũng chỉ có một mạng hỗ trợ thôi và The Flash vẫn chạy được. Team bạn có nhiều khống chế quá để mình check qua nhá. Hiện tại thì build đồ của mình thì Ngọc Đại Bác Sư có 10% giảm thời gian đầu chiêu, mặt đẹp Berit 10% giảm thời gian đầu chiêu, sách truy hồn cũng 10% giảm thời gian đầu chiêu, kể cả huân chương choi cũng có 10% giảm thời gian đầu chiêu. Vậy nên là bốn trang bị này cũng đem đến cho mình đó là 40% giảm thời gian đầu chiêu rồi. Và mình nhớ không nhầm thì trong liên quân chúng ta ấy tối đa sẽ là 40% giảm thời gian đầu chiêu nhá. Vậy nên bây giờ mình sẽ lựa chọn giày kiên cường thay vì là giày giảm thời gian đầu chiêu. Bởi vì nếu như mình giữ cái giày giảm thời gian đầu chiêu này, giày thuật sĩ ấy, nếu như mình giữ cái trang bị đấy lại thì nó rất là phí phạm đối với cái nội tại. Thế nên là thôi, mình lên giày kiên cường khi mà team bạn có quá nhiều các vị tướng khống chế như thế này. Đấy. Ôi rút lui team ơi, bây giờ team mình cần phải tập hợp, đi chung với nhau thì mới có thể quánh được. 40% giảm thời gian hồi chiêu rồi. Vừa sau mình phân tích qua cho mọi người qua về cái build đồ của mình lên ấy. Thì tối đa là 40% rồi. Bây giờ chỉ chờ đợi cơ hội thôi. Đây rồi, bây giờ mình sẽ lao thẳng vào kích quạt chiêu cuối lên. Sao mỗi lần mình kích quạt chiêu cuối trong team bạn toàn chạy mất dép hết này. Chán ghê. Team bạn không dám đứng lại trong vòng tròn chiêu cuối của mình để oánh nhau các bạn ạ. Các bạn thấy qua khi mà mình tung kỹ năng nổ sát tương chuẩn rất nhiều. Ấy, nổ sát tương chuẩn rất nhiều luôn. Oh, Butterfly hổ báo. Hổ báo này, ở kìa Elsu. Cứ tưởng miếng ăn đến mồm rồi mà ai ngờ Elsu vẫn còn hạ gục được. Từ xa. Ảo thật đấy. Chịu đấy. Khổ thân The Flash. Bị Batman cho bốc hơi trong đúng một combo. Đường trên thì đánh nhau liên tục tục thôi. Kệ đấy, tầm này mình không thể nào di chuyển lên để hỗ trợ cho VRS được đâu. Nhiệm vụ của mình sẽ là ép cái trụ đường giữa này khi mà không có ai thủ trụ đường giữa. Batman ơi, Whit đây này, dồn vào Whit. Mỗi tôi ứ giết được Whit kìa. Whit vẫn chạy được, dù sao thì chắc chắn chúng ta sẽ có trụ nhưng Batman phải nằm xuống rồi. Không biết là VRS có nhường mình bùa xanh hay không. Hy vọng rằng VRS sẽ nhường mình bùa xanh. Đó, VRS rất... Trời ơi, VRS rất tốt luôn, VRS nhường mình bùa xanh. Cảm ơn bạn nhiều. Thật ra thì cuối game Laurel cũng rất cần bùa xanh nhá.
để khi mà các bạn quẩy, các bạn quẩy sung quá, lắm khi đang quẩy mà đứt dây đàn, có nghĩa là các bạn quẩy mà các bạn hết mana thì các bạn không thể múa được nữa. Thế nên nếu như có bùa xanh thì cũng ok. Thật ra thì bùa xanh thì nó cũng giúp cho Laurel có một chút giảm thời gian đổi chiêu, nhưng mà thật sự là hiện tại mình mắc giảm thời gian đổi chiêu rồi là 40% rồi. Thế nên là cái công dụng của bùa xanh bây giờ bản thân của mình cần nhất đó là cái lúc mà mình muốn mình không sợ tốn quá nhiều năng lượng thôi. Nào bây giờ thì chúng ta chén luôn Butterfly nhá. Chạy đâu Butterfly ơi, cố gắng xử lý xong, em có quả cầu bất tử đây. Đấy, thế là vừa xong Vera không dồn đam được mình. Trời ơi, gặp Volcat rồi. Anh ơi, em còn vợ trẻ con thơ ở nhà, đừng có giết em còn xíu máu thôi, cố gắng xung cho ai. Không kịp luôn, không kịp bay các bạn ạ. Volcat xuống ngựa bất ngờ quá, bản thân mình chưa kịp bay. Chứ nếu như mình bay thành công là kiểu gì mình cũng sống sót rồi. Nhưng mà cũng rất may mắn bởi vì hiện tại team bạn mất 4 người và khả năng cao team mình có thể kết thúc được trận đấu. Giờ chỉ cần team mình lên và đẩy thôi, chắc chắn là team mình sẽ có đường lý xuống cấp thứ 2. Batman thì đang phụ trách ở đường giữa rồi. Hiện tại Flood lẫn cả Vered thì đang lấy đường lý xuống cấp thứ 2. Team bạn có một mình The Flash thủ nhà thôi, chả nhẽ team mình không thắng được. Hay quá, The Flash cũng chết quét sạch team bạn rồi. Phá thằng nhà đi này. Trời ơi. Tại vì sao không phá nhà đi Batman? Mình đến chịu luôn Batman, còn cái giáp bông mạnh tại vì sao không ở lại nhờ? Hiểu kiểu gì? Khi mà các bạn nhìn thấy qua, Butterfly cũng rất vất vả để có thể dọn xong đống lính. Thì đáng ra với cái giáp bông mạnh và ngoài ra có thêm sự hỗ trợ đồng đội nữa thì vừa xong, nếu như mà Batman hổ báo hơn một chút thì kiểu gì chúng ta cũng kết thúc được trận đấu rồi. Đấy, Vera thì có, Vered thì có chat là sao không vào. Thôi không sao nhá, đồng đội chúng ta đánh cẩn thận. Lỡ ulti đi bậy rồi, nó chả liên quan luôn. Vừa xong nếu như Batman mà đứng lại đánh tường mà trụ thôi, đánh tường ở nhà chính là khả năng cạo thắng được rồi. Hiện tại thì bản thân của mình cũng đã chuẩn bị sẵn trang bị giáp bông mệnh rồi. Khi mà trang bị quả cầu bất tử không còn tác dụng, mình bán rất là nhanh, sau đó nó sẽ tự đề xuất cho mình cái trang bị giáp bông mệnh nhá. Lúc đấy mình chỉ cần ấn nhẹ nhẹ một phát thôi là mình có thể là hack được đồ. Bây giờ mục tiêu của mình sẽ là Vera. Vera ơi, Vera bốc hơi này. Và tiếp tục mục tiêu của mình sẽ là The Flash, cố gắng tiếp cận The Flash. The Flash ơi, mỗi tội nó cơ động quá, cứ giết nổi luôn. Bây giờ là team bạn có cả xe ra bào chúa mà nó quá trâu. Thôi thì mình sẽ cố gắng tiếp cận Butterfly mà. Cấu diện Butterfly, mỗi tội Butterfly cũng trâu không kém. Ôi dồi ôi, có cả Volcat à, vào hết đây. Bay cao nào, nhảy cao nào, và bay cao nào, nhảy cao nào. Ôi dồi ôi, mình còn đúng xíu máu, em có quả cầu bất tử, sau đó bán rất là nhanh để xuất trang bị giáp hộ mệnh như thế này là hack đồ. Và sau đó là chắc chắn là Butterfly sẽ phải lên bàn điểm số thôi. Mình là mình cũng hy sinh rồi, nhưng mà bản thân của mình có cái giáp hộ mệnh các bạn ạ, thế là mình sống sót nha. Còn bây giờ thì mình sẽ cần phải lên trang bị quyền trượng, bởi vì mình cần hút máu phép, vậy nên là chúng ta lên quyền trượng luôn. Đấy là cách làm sao mà các bạn có thể là chỉnh sửa đồ trong giao tranh một cách hợp lý tùy thuộc vào từng trận đấu nha. Hiện tại thì mình có quyền trượng, vậy nên là mình tung kỹ năng bản thân của mình cũng được hút máu rất nhiều. Kể cả bản thân của mình có xíu máu, cái quyền trượng này của nó cũng sẽ tự búp giáp cho mình. Đấy, mình có cái lượng giáp kìa, lượng rất ảo đến từ quyền trượng. Và hiện tại thì cũng kết thúc rồi. Rất là cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý giá để xem clip của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye người, đây là sức mạnh của cô nàng Laurel. Và ngoài ra ăn mừng khi mà vị tướng này sắp sửa cho ra mắt một bộ trang phục hoàn toàn mới. Bye bye người, bye bye.